cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2024. Cả chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ thương hiệu hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ N, N1, N2, N3 cho tới N8 anh em nha. Tổng cộng hôm nay trong lô ngày hôm nay thì có 8 con máy cưa xích. Và tại sao mà cửa hàng chúng em lại đánh dấu ký tự là lô chữ N như thế em? Thì để thuận tiện cho anh em khi anh em đặt hàng, ví dụ là anh em ưng một trong số những con này đúng không? Ví dụ là anh ưng con này chẳng hạn đi, nhưng mà không biết tên con máy là con gì thì hãy thông báo cho cửa hàng chúng em là anh muốn mua cái con N1 là được anh em nhé. Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Cửa hàng chúng em thì cứ cam kết nói rõ ở trên video, anh em nhận hàng kiểm tra hàng đúng máy trên video, anh em nhận hàng thanh toán anh em nhé. Đấy, ở đây là giá thành của cây máy này. Em có ghi tờ giấy giá này, cái phần tay cầm của cây máy, máy nào cũng có ghi rồi nhá. Đây là giá thành của cây máy này. Đấy, cho anh em tham khảo giá thoải mái luôn. Và giá này thì sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà và tặng kèm cho anh em là một tít mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Anh em thấy ok cho anh em. Đấy, và không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu nha. Anh em ưng con nào thì chỉ cần bảo cho anh em là anh muốn mua con N mấy là được anh em nhá. N1, N2, N3 cho tới N8 này, và để lại cho em thông tin địa chỉ em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Ở chỗ nào trong tỉnh thành Việt Nam cửa hàng chúng em cũng có thể ship được hết nhá. Rồi, đầu tiên là mở đầu trong lô ngày hôm nay là một cái con máy hàng công suất cỡ lớn cho anh em, bán cho anh em với cái giá cực kỳ hợp lý và rẻ này. Đây, để ra đây thế quay cho nó. Ngoài trời thì nó đang mưa quá anh em ơi. Đấy, đang mưa quá. Đó, thì vẫn rảnh thì làm một cái video lên lô cho anh em. Anh em nào ưng thì có thể lựa anh em nhá. Con N1 đây, mở màn nhá, là một cái con máy hàng công suất lớn để cho anh em về sử dụng khai thác này anh em. Khai thác chuyên nghiệp hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung, anh em là sử dụng gia đình cũng được, kinh phí hạn hẹp thì lấy con này cho nó hợp lý nha anh em nhá. Giá này thì đang 1,6 triệu thôi, bao ship cho anh em tới tận nhà. Và là thật ra thì con này thì nó là hàng máy mới 100%, thương hiệu Nakata này anh em, có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, nay thì bán với cái giá rẻ để mở màn trong lô ngày hôm nay nha. Con này thì nó sử dụng là lam dài 55cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Đó, và đặc biệt con này thì nó sử dụng lốp hợp kim nhôm này, lốp bô ba cửa xả này, rất là khỏe nhá. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Và con này thì công suất to để cho anh em sử dụng nha, thì có thể kéo được khoảng 70cm đổ lại được luôn nhá. Anh em về khai thác con này thì quá là ok này anh em. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam đầy đủ đây. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Cần thì liên hệ cho bên em nhá. Rồi, qua con N2 là một con máy cưa hàng mini cho anh em nha. Con này thì nó là dòng của bãi Nhật anh em nhá. Hàng này đến từ Made in Japan này, và thương hiệu này thương hiệu Tananka anh em nha. Con này thì phù hợp cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá con này là 1,8 triệu anh em nhá. 1,8 triệu cực kỳ rẻ luôn anh em. Công suất của con này là 33cc. Nhiều chỗ khác đang bán con này tầm khoảng 1,9 triệu đến 2 triệu luôn anh em, nhưng mà cửa hàng chúng em thì bán cho anh em cái giá hợp lý luôn để cho anh em về sử dụng nha. Và con này thì nó hàng máy quá đẹp luôn anh em, nhìn quá đẹp luôn nha. Nhìn lam này đấy, nhìn thấy không, lam hầu như là còn chữ nguyên nha. Lam con này dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là size xích mini đấy. Xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều luôn, có núm xăng phụ đầy đủ này cho anh em nhìn, máy móc quá xuất sắc luôn đúng không anh em. Đó, phần bô này hầu như chưa han gì nha anh em nhá. Made in Japan đầy đủ này. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua nha. Hầu như là còn chuẩn chỉ hết anh em nhá. N2 giá 1,8 triệu cho anh em, và dòng này thì nó là hàng bãi Nhật anh em nhá. Rồi, qua con N3 tiếp này, là một con hàng Nhật bãi tiếp, một con máy cưa cũng dạng mini cho anh em về sử dụng gia đình. Con này thì anh cho anh em cắt cành tỉa nhánh anh em nhá, hoặc là anh em đi làm vườn làm rẫy đồ linh tinh ấy, cần một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ nhá, cân nặng khoảng tầm 4kg anh em nhá. Con này thì đến từ nhà thương hiệu Hitachi, máy móc đẹp 90% luôn anh em. Đây cho anh em nhìn này, máy Hitachi nha anh em nhá. Đó, CS35 này, hai ốc chân lam này, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này.
Đó, giá bán 1.950.000 nha anh em nha. Con này thì tình trạng quá là VIP luôn cho anh em, nhìn này tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ hết nha. Đó, công suất 30cc. Có núm bơm xăng phụ này, làm dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều nhá. Đó, con này thì anh em về sử dụng gia đình thì khỏi phải bàn luôn rồi. Máy móc quá đẹp luôn anh em nha. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại anh em nhá. Đó. Riêng cái con N3 này anh em đánh giá giúp cả hàng chúng em xem là còn bao nhiêu phần trăm đây anh em. Đó, đây tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên này, mã số ký hiệu đàng hoàng nha, 002406. Cái này thì em đọc cho anh em để cho anh em khi anh em muốn đặt con này thì về anh em check lại cái mã này nha. Chứ còn nếu mà anh em muốn đặt hàng của bên em thì chỉ cần bảo là anh muốn mua con N3 là được anh em nhá. Chứ anh em đừng có đọc cái mã này giúp cả hàng chúng em, đọc cái mã này là thua luôn á. Cả hàng chúng em là không biết con gì và con gì đâu ạ. Đấy, chỉ cần bảo là anh muốn mua con N3 là được nha. Đó. Quá đẹp luôn anh em, lấy con này thì khỏi phải bàn luôn rồi. Đây là đổ xăng pha nhớt anh em nha, còn đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em nhá. À đây đâu, lộn. Đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này. Đấy, đây nó có cái hình lưỡi lam này anh em thấy không? Còn đây là đổ xăng pha nhớt anh em nha. Đây là đổ xăng pha nhớt này. Đấy, tránh anh em tránh tình trạng là đổ lộn này chết đấy. Máy móc đẹp nha anh em, cần thì liên hệ ngay cho bên em nhá. Rồi qua con N4 này là một con máy cưa hàng gia đình tiếp. Nhưng mà hàng này thì nó là hàng VIP cho anh em luôn nha. Con này là đến từ nhà thương hiệu Makita. Anh em nào mà chắc có lẽ là anh em nào mà sử dụng về cái dòng công cụ nhiều có lẽ không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em. Đấy, một con thương hiệu Makita, anh em nào sử dụng nhiều máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh ấy thì có lẽ là cái thương hiệu này nó quá nổi tiếng rồi đúng không. Và dòng này thì thường thường anh em mua rất là đắt đúng không? Còn cái con này là hàng chính hãng của nhà Makita nha. Và dòng này thì nó là dòng bãi 10E333. Và dòng này cả hai chúng em bán cực kỳ nhiều và bán cực kỳ chạy luôn. Hàng này đây có tích hợp trùm giật trợ lực này, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, có núm bơm xăng phụ này. Máy móc tình trạng quá đẹp nha. Đây cho anh em nhìn này. Đó, giá bán 2.2 triệu nha anh em nha. Con này thì công suất 33cc, nòng của nó là 38mm, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích chung 91 nhá. Xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều, không cần phải lo luôn. Và đến con này thì đến nữa hỏng hóc phụ tùng thay thế cũng rất là dễ dàng luôn. Bởi vì và cái dòng này nó cũng khó là hỏng lắm anh em. Anh em về sử dụng cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại sử dụng gia đình, lấy con này rất là hợp lý nha. Đó. Thương hiệu Makita 10E333. Đó, anh em nhìn không, máy móc quá liền mạch và đẹp luôn anh em nhé. Phần mặt tiền của nó đây hầu như chưa hề có vết chảy xước hay là bong chóc gì cả anh em nhé. Máy móc thì tình trạng này dàn nhựa là không có bể gãy vỡ gì cả, rất là chất lượng cho anh em về sử dụng nhé. Cửa hàng chúng em thì chuyên tuyển lựa rồi. Đây là đủ nhớt để bôi trơn lam xích này, còn đây là đủ xăng pha nhớt này anh em. Đấy, anh em để ý giúp cửa hàng chúng em nhé. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Cho anh em về sử dụng gia đình cắt những hoặc đi làm vừa làm rẫy đấy ạ. Anh em sử dụng về cắt củ nấu rượu đồ linh tinh nhá, cắt cành tỉa nhánh, cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi và cái phích nước đổ lại đấy anh em. Đấy, chứ con này không phải máy to để cho anh em sử dụng khai thác được đâu nhá anh em nhá. Nên là lưu ý giúp cả hàng chúng em.
Rồi, qua con N5 này là một con máy cưa cũng dạng mini cho anh em về sử dụng gia đình tiếp. Nhưng mà con này thì nó là dòng máy cưa nòng đứng. Nòng đứng mà đến từ thương hiệu Kyorit. Và anh em ấy sử dụng dòng này thì quá bền cho anh em luôn. Anh em về sử dụng cắt những cái gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại ấy, thì con này nó cũng quá bền luôn nhá. Anh em nào lấy cái con Makita này cũng được này, hoặc anh em nào lấy cái con N5 hoặc là lấy cái con Kyorit này cũng cực kỳ ok luôn. Hai con thì công suất nó tương đương nhau đi anh em. Đấy, vẫn là sử dụng hai ốc chân lam này. Đó, đây, lam là dài mặt cắt là được khoảng 35cm, còn tổng thể độ dài là 40 nha. Còn đúng mô xăng phụ đầy đủ này. Đó, cho anh em rồi, mã số ký hiệu đồng hàng là Made in Japan này. Đấy, con này về phù hợp cho anh em sử dụng gia đình làm vườn làm rẫy, hoặc là đi anh em đi cắt củ nấu rượu đứng tinh nha. Cắt cành tỉa nhánh Eco này. Đó, nó sản xuất theo cái công nghệ của Eco nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và cũng như là độ bền cao anh em nhá. Rồi, giặt cho anh em nghe qua. Sang tí. Rất là êm ái luôn anh em ạ. Con này đặc biệt có tích hợp chủ giật trợ lực luôn. Đây là đổ xăng pha nhớt này, còn đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích nha. Đây có cái nó thiết kế cái hình mắt xích, đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Dạ. Còn đây là đổ bình xăng nha anh em nha. Đây nó có ký hiệu cái bình xăng ở đây này. Đó, anh em là cần thì liên hệ ngay cho bên em, và con này thì sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng, và con này thì nó rất là nhiều phụ tùng thay thế sửa chữa luôn. Rồi, qua con N6 này là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Echo Kyorit tiếp. Con này thì nó là hàng công suất để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nha anh em nhá. Đấy, lam là lam Latin luôn này anh em, đầu Latin luôn nha. Con này thì lam 40cm, phần mặt cắt còn lại ba là 35cm, sử dụng là xài xích mini. Đấy, tình trạng con này đây, cũng cho anh em tham khảo luôn, nhìn quá đẹp luôn anh em nhá. Đây, mã số ký hiệu là 106495 này, Made in Japan này anh em. 2,7 triệu cho con này nha anh em nha. Sử dụng hai ốc chân lam đầy đủ hết cho anh em này. Đó, thấy không? Hàng liền mạch luôn anh em nhá. Con này thì công suất của con này là 35cc, dòng này là Echo Kyorit 3,5 đấy anh em. Có xả áp ở đây này. Thì để cho anh em về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung, hoặc là anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhá. Đây phần mặt tiền của nó đây anh em. Đó. Anh em thấy quá xuất sắc nha anh em. Con này thì công suất là 35-36cc anh em nhá. Rồi. Hoặc anh em về sử dụng khai thác tầm trung cái này cần một chiếc máy cưa xích hàng chất lượng đây anh em. Một con máy cưa xích Shindaiwa 380. Shindaiwa 380 này anh em. N7 này giá 2,9 triệu nha. Con này thì công suất là 38cc và nòng của nó là 40mm luôn anh em. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Có sử dụng là đây, cái này là đó. Lam đầu Latin luôn anh em nha. Xích là sử dụng xích mini này. Đó, lốc hợp kim nhôm này luôn anh em nhá. Lốc hợp kim nhôm luôn. Tại sao mà cái thương hiệu Shindaiwa này thì nó sẽ rất là bền bỉ cho anh em? Bởi vì cái dòng này ấy, thì nó được thiết kế cái lốc hợp kim nhôm này nên là cái chịu nhiệt của nó rất là tốt. Một ngày anh em làm 7-8 tiếng liên tục ấy, thì nó là vô tư cho anh em luôn. Đặc biệt nó sử dụng hai ốc chân lam thì rất là chắc chắn đấy nha. Nóng 40mm, anh em phải ra ngả miền Tây có lẽ là ưa chuộng một cái dòng này nhất này. Đó,
các bác rất thích loại hải sản này, còn cua cao nữa. Ngon cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung nha. Rồi, cuối video là một cái con siêu phẩm này anh em nhá, một máy cưa Estin MS020 hàng của Đức. Đó, tình trạng máy móc này. Anh em nhìn được. Đấy, cái này thì cửa hàng chúng em nên cái chữ của nó thì thật ra là lúc mà nhập về thì nó vẫn còn. Nhưng mà cửa hàng chúng em ấy lúc mà bỏ dọn rửa tự nhiên thì lỡ tay cái chà bay hết chữ luôn. Đấy. Nhưng mà hàng này thì nó là hàng chuẩn của Đức nhá, Made in Germany này, anh em nhìn có kỹ chưa? Đây, Made in Germany này. Đó, hàng này thì hàng của bãi Đức nha. Đây, bên trong này quá xuất sắc luôn anh em nha. Đây, Estin này. Hình như tất cả các linh kiện của nó thì đều dập Estin cả, nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm. Đây, thằng xích quá xích sử dụng đầy đủ này. Lam này. Đó, lam nguyên zin của nó nha, hầu như chưa bong sóc luôn. Phần mặt tiền của nó đây, anh em kiếm được con này hơi khó luôn anh em. Nhưng con máy đẹp thì từ đó. Lốc ở kim nhôm luôn nha. Con này thì công suất là 36cc, nóng 40ml cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung. Đó, đây cho anh em nhìn phần bên ốp lam của nó này. Con này thì nó là hàng quá xuất sắc luôn rồi anh em. Hàng sưu tầm nha, lâu lâu mới có được một con VIP như này thôi. Máy thì đẹp nhưng mà bán thì bằng giá máy xấu. Anh em thấy có chỗ nào giống cửa hàng chúng em không? Những con máy đẹp xuất sắc như thế này cửa hàng chúng em thì ở chỗ khác thì em cam đoan cho anh em là bán không bao giờ có cái giá như thế này luôn. Đó, hôm nay lên cho anh em một con siêu phẩm này. Anh em nào nhanh tay thì liên hệ cho bên em nhá. Rồi. Cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cưa xích, anh em ưng con nào thì đọc cho em cái mã như thế là được anh em nhá. Xin chào toàn thể anh em.